chào các bạn, tụi mình là team 360 Hot. Mình là Bảo Ren. Và mình là Rim. Hôm nay tụi mình sẽ đưa các bạn đến một quán lại thưởng thức ẩm thực Việt Nam tiếp ha. Sao lại đưa các bạn, ý là khao các bạn đi ăn hả? Đã kêu là hôm nay là khao một mình ăn thôi, vậy mà dám kêu các bạn gì ở đây hả trời? À thì hôm nay là lương sinh viên nên là mình chỉ thể khao được anh Bảo thôi. Nên là hôm nay mình sẽ dẫn anh Bảo đến quán ốc Thiên Nhiên. Ốc Thiên Nhiên là một quán ốc cực kỳ nổi tiếng và cực kỳ đông khách. Nãy giờ là mình đã thấy khách vô nườm nượp rồi. Và đây cũng là một quán ốc ở cực kỳ hot của Vũng Tàu này luôn. Những cái quán mà hot như vậy mình bảo đảm là sẽ không thể nào mà mình có thể chần chờ được những món ăn hấp dẫn được ở đây được. Kêu mời các bạn đi theo chân tụi mình. Tại vì hồi nãy chúng mình ở ngoài giữ xe thì mình cũng có nghe bác bảo vệ nói là hình như đâu là cả 100 mấy chục bàn. Mà vô trong đây là tụi mình cũng phải đi kiếm bàn mệt gần chết luôn mới chọn được một cái bàn ở đây. Wow, cực kỳ hấp dẫn luôn, cực kỳ thơm. Nó còn nhiều màu sắc nữa chứ. Ok, còn đây gì nữa? Chúng ta sẽ cùng đến chén nào. Ăn bóc luôn đi. Ok. Nhiều khi mình phải ăn bóc mới ngon đúng không các bạn? Rất là nhiều màu sắc, rất là thơm, không thể tả được luôn ý. Những món mà nước mỡ hành á, các bạn nên chấm với nước mắm chua ngọt, cực kỳ ngon luôn á. Đếm, công nhận là chỉ có chanh chép với là đậu phộng với lại mỡ hành thôi. Mà các bạn chấm với nước mắm chua ngọt, nước mắm ớt chua ngọt á, bảo đảm với các bạn luôn là ngon cực kỳ luôn. Cái chanh chép này nó khá là dai một tí, ăn vô bao ngon luôn. Không có không sông lắm, không có không chinh lắm, ăn ghiền luôn á. Giờ chúng mình sẽ thử đến món ốc len xào dừa. Mình đánh giá là món ốc len xào dừa bất cứ nơi đâu cũng là món ốc ngon nhất hết các bạn ơi. Mình ghiền luôn á. Nhìn màu sắc nó rất là muốn ăn luôn ý. Mọi người có lỗ đây nè. Mùi nó làm rất là thơm. Đa số là ai cũng ăn được dừa, cái mùi vị của dừa nó rất là bùi và nó béo nữa. Món mình chọn. Đi đâu mà mình cũng phải gọi cái món ốc len xào dừa, anh sẽ đỡ thèm đó. Ok, nếu mà các bạn đang xem mà các bạn cảm thấy thèm quá thì cố nén lại không. Giờ mình sẽ dùng thử món tôm chiên bột. Nhìn đã không các bạn? Nhìn ba đã luôn á. Con này to hơn nè. Ốc chiên bột là tôm với cái ốc gì? À tôm. Tôm chiên bột. Tôm chiên bột. Hát ăn ngon quá, giờ chỉ nói đến ốc rồi. Nó rất là giòn. Bên ngoài nó giòn là bên trong nó còn mềm dai và thơm nữa. Thật ra con tôm nó không có bự. Các bạn nhìn bên trong à, con không đâu bự đâu. Nhưng mà có cái á, là mấy cái ở bên ngoài đây nè là hình như là giống như khoai lang vậy ấy. Người ta xay ra, xong rồi nó làm cái nhân ở trong. Còn ở bên ngoài tất nhiên là vẫn là bột chiên rồi. Mình cắn vô thì cái khoai lang á mình vẫn cảm nhận được là ở thịt tôm ở trong luôn. Mà nó mềm mềm, bao ngon luôn á. Ăn một con tôm á, tuyệt vời luôn. Ngon luôn á. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ sang với món thứ tư. Đó chính là món xào lông nước mỡ hành. Sau đây chúng ta sẽ xem coi là xào lông nước mỡ hành nó sẽ khác gì với chim chép nước mỡ hành nha các bạn. Nó dai hơn là chim chép. Khi mà ăn cắn vô á, y như là giống kiểu nó có nó giống như kiểu như là các bạn thử tưởng tượng nha, mình không biết diễn tả như thế nào luôn á. Giống giống như là xôi á, nó có ở trong nó có nhân gì á. Tại vì xào lông á ở trong nó có một cái miếng gì đó mà mình cắn ra nó khá là béo luôn. Cái đó là cái đặc biệt mà khác giữa xào lông với lại chim chép á. Ok, mình đã ghiền cái món xào lông mỡ hành này còn hơn cái chim chép nữa. Anh nghĩ đã ăn không được vậy. Mình sang khám phá món thứ năm nhé. Trời ơi, các bạn nhìn cái miếng này thôi rồi các bạn cũng chảy nước đãi luôn à. Rồi trời đã đánh những ăn rồi. Muốn ăn ngon thì mình phải là tự lăn vào bếp đúng không? Ở đây mình không lăn vào bếp, mình cắn miếng này thôi, mình phải khổ một xíu. Nhưng mà được cái là nó ngon. Muốn ăn đồ ngon phải như vậy các bạn. Cũng như đi nói là bên ngoài nó cắn hơi cứng nhưng mà thịt ở bên trong của nó rất là ngon. Như là các bạn ăn bánh bông lan đó. Trời quá cháy. Trời ơi, giờ ăn no căng bụng luôn, giờ mà có nhét con tôm vô trong mồm tôi rồi tôi ăn không nổi nữa. Một lần ăn trong đời là nhớ mãi luôn, không chừa phần cho Rim luôn đấy. Trời gì, người ta nói ăn nhanh thắng nhanh, thấy không? Nếu mà các bạn mà muốn tới nơi này thưởng thức những cái món ngon ở chỗ này á thì mình sẽ đảm bảo với các bạn rằng là những món ăn ở đây sẽ không thể nào mà khiến cho các bạn thất vọng được. Tuy nhiên ở trong Vũng Tàu này là một quán ốc khá là lớn, có 3 chi nhánh trải dài khắp Vũng Tàu. Và hiện tại là chúng mình đang ở chi nhánh tại địa chỉ 245 đường Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu. Đến thời điểm tạm biệt nhau rồi, hẹn các bạn gặp lại ở những video lần sau có những điều gì đặc biệt sẽ xảy ra nhé. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ chào các bạn.